kịp thời như đã có lỗi. Vị trí anh là cánh phải, Hiếu Đông chú rất kẹp. Một pha bóng mà rõ ràng là thủng thành của cao thủ Giang Kim có màn hình. Trong khi đó thì ở bảng A, hai bóng của Việt Nam đó là Trần Đại Phùng và Úc Quý Thủ cũng có 3 điểm xử lý rất hay dành cho anh Việt. Đấy, anh Việt chuyển rất thoáng tại Di Maria. Không phải, đó là băng lên của Đức Con. Vào! 1-0 cho cao thủ Tuấn Linh FC. Đó là pha xử lý rất tốt dành cho cầu thủ áo số 9 Đức Con. Như vậy là sau khi có được nhiều bàn thắng thì càng nhiều tình huống tấn công thì cuối cùng bàn thắng cũng đến. Chúng rất cả. Đó lại là một pha dứt điểm nữa cho cao thủ Tuấn Linh FC và Sandy. Tỷ số đã tạm thời là 1-0 nguy hiểm. Bóng đi ra ngoài sau nỗ lực của Bonifay. Lên bóng rất nhanh. Đây rồi, cơ hội cho anh Việt. Lần này thì Michel đã xử lý an toàn. Hoàng Nhật. Và đó là số 9 Đức Còn, tác giả bàn thắng mở tỷ số. Đường chuyền rất đáng tiếc dành cho anh Việt. Đã có lỗi và tiếng còi đã cất lên. Thẻ vàng được rút ra của đơn vị bóng đá Phủ và sự đồng hành của một trong những đơn vị hàng đầu về bóng đá phong trào tại Việt Nam, đó là trận đấu Phủ. Đã có lỗi rồi. Mà hai thì đã có những sự thay đổi rất nguy hiểm. Khung thành trống chân trái, bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Người đứng trước bóng đó là Điền. Đội bóng xuống xa, bóng tìm đến trả ngang. Có vẻ như sống bên tốt, cơ hội Ariel. Đấy rồi, một đều cho cuộc chơi và người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 3 bên phía Gia Tìm. Nỗ lực của cuối cùng cũng đã được đền đáp. Áo Lưu là người đã giúp cho cầu thủ Gia Tìm cân bằng tỷ số ở trận đấu này. Ghi bàn thì Aliu có lý do để ăn mừng cùng với đồng đội. Đấy rồi, một đều cho cuộc chơi và người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 3 bên phía Gia Tìm. Bàn về của giải bóng đá 87 kết thúc xuống cuối của tất cả. Dù đã hoàn rất đắn nót nhưng thủ thành Michel là người đã đẩy bóng trong ngoài. Hãy cẩn trọng, Adrian là người đeo bám, vẫn là anh Việt lỗi rồi. Đó là tình huống mà trọng tài xác định có lỗi của Adrian. Và Football Journalistic Thành Bình FC và 18 à sẽ chỉ có anh Việt. Trận đấu vẫn tiếp tục. Cơ hội không vào, rất đáng tiếc. Adrian Marco, còn đây là Roman, bóng đi ra ngoài. Roman đường chuyền. Adrian đã hơi bất ngờ tình huống vừa rồi. Chân trái, không có gì nguy hiểm đối với thủ thành Michel. Rất đáng tiếc, thẻ vàng được thu ra. Nó có lẽ cú sút rất căng. Cú thành thực vũ của cao thủ bên phía Tuấn Linh FC. Một pha bóng cho Tuấn Linh FC. Lê Anh, là Lê Anh có kịp đường chuyền. Michel đã rất khó khăn, bóng đã bật ra. Những may mắn và trận đấu giữa Tuấn Linh FC và Saitim ở vòng đấu thứ hai này cũng đã khép lại. Trong đó thì Saitim cũng đang tạm thời có 2 điểm và đứng ở vị trí như bảng. Quý vị khán giả thân mến, chúng tôi xin được tạm nghỉ giải lao ít phút.